Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi trở lại và đồng hành cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe ngày hôm nay. Và hôm nay Trang sẽ giải đáp cho tất cả các bạn về vấn đề thuốc nhỏ mắt dành cho bà bầu. Thì để hiểu vấn đề này, chúng ta sẽ hiểu qua hai phần chính mà Trang muốn gửi đến tất cả các bạn. Thứ nhất, thuốc nhỏ mắt dành cho bà bầu. Và thứ hai đó chính là tại sao bà bầu không phải sử dụng các loại thuốc nhỏ mắt. Xin mời tất cả các bạn đồng hành ngay sau đây cùng Trang nào. Các bạn thân mến, thì chăm sóc sức khỏe cho mẹ bầu là cực kỳ quan trọng. Chúng ta phải để ý từng ly từng tí, có nghĩa là từ chế độ dinh dưỡng cũng như là nơi ngủ nghỉ của mẹ bầu, làm cho sao mẹ bầu thoải mái nhất để cho đứa con trong bụng của mẹ khỏe và hai mẹ con cùng khỏe thì sẽ có được một chu kỳ thai khỏe mạnh và bé sinh ra sẽ khỏe mạnh và cũng như là sẽ thông minh hơn rất là nhiều. Cho nên việc sử dụng các loại thuốc hay là đơn giản là thuốc nhỏ mắt, chúng ta cũng cần phải đặc biệt quan tâm các bạn nhé. Vậy phần đầu tiên Trang sẽ gửi đến tất cả các bạn là thuốc nhỏ mắt dành cho bà bầu. Các bạn sẽ hỏi là bà bầu nên sử dụng các loại thuốc nhỏ mắt như thế nào? Các bạn thân mến, khi mang thai thì tuyệt đối không sử dụng bất kỳ các loại thuốc nào, kể cả thuốc nhỏ mắt. Có dùng để nhỏ mắt thì bạn hãy nên dùng natri chloride 0,9% là được bạn nhé. Mẹ bầu chỉ có thể sử dụng được các viên uống sắt acid folic và uống uốn quán theo chỉ định của bác sĩ và không nên sử dụng thêm bất kỳ các loại thuốc nào nữa. Thì nếu như bà bầu gặp tình trạng về đau mắt đỏ thì sao? Bị viêm loét giác mạc thì sao? Hoặc là bị tắc nghẽn mạch máu võng mạc? Những cái vấn đề về mắt đó thì mẹ bầu có được sử dụng thuốc hay không? Thì các bạn thân mến, khi mà bị những vấn đề về mắt đó thì hãy đến gặp bác sĩ chuyên khoa để bác sĩ sẽ chuẩn đoán cho bạn tình trạng như thế nào, bác sĩ sẽ cân nhắc giữa cái lợi và cái hại, từ đó sẽ đưa ra hướng điều trị và cân nhắc cái liều lượng cho mẹ bầu sử dụng. Như vậy là chúng ta đã hiểu thuốc nhỏ mắt dành cho bà bầu có hay không rồi các bạn nhé. Và tiếp theo, tại sao bà bầu không nên sử dụng thuốc nhỏ mắt? Thì như Trang đã nói là phải làm sao đó để chăm sóc sức khỏe cho mẹ bầu một cách tối đa nhất. Bởi vì mẹ có khỏe thì con bên trong bụng mẹ mới khỏe được. Và bà bầu thì hạn chế tối đa bệnh tật để không uống bất kỳ các loại thuốc nào trong 9 tháng 10 ngày mang thai đó. Nếu như bạn sử dụng các loại thuốc, kể cả thuốc nhỏ mắt, thì nó cũng có chứa những thành phần độc hại cho cơ thể của bạn và thai nhi. Nhất là trong giai đoạn thai kỳ từ 0 đến 3 tháng đầu. Lúc này là cái giai đoạn nhạy cảm nhất. Các hệ cơ quan trong cơ thể của bé được hình thành một cách mạnh mẽ nhất. Nếu như bạn sử dụng thuốc thì nguy cơ dị tật rất là cao. Cho nên là bác sĩ sẽ hạn chế tối đa việc dùng thuốc cho tất cả các bạn và sẽ không chỉ định thuốc trong những trường hợp như này. Trừ những trường hợp cấp cứu và cần cân nhắc thì bác sĩ sẽ đưa cho bạn sử dụng thuốc nhưng mà được cân nhắc liều lượng rất là kỹ. Cho nên là không nên tự ý sử dụng thuốc ở nhà, kể cả lúc mang bầu. Các bạn cần lưu ý vấn đề này để đảm bảo tốt nhất cho sức khỏe của mình. Chúng ta chỉ có thể uống những viên sắt acid folic và uống uốn quán theo bác sĩ thì để giúp cho bé được phát triển một cách tốt hơn, giúp cho bạn tăng tạo hồng cầu và dẫn oxy đến nuôi bào thai, cũng như là uống acid folic để ngăn ngừa dị tật ở ống thần kinh cho thai nhi. Và Trang có thể kể đến cho tất cả các bạn các loại thuốc nhỏ mắt theo thứ tự là chất độc giảm dần. Đầu tiên đó là thuốc chống virus, thứ hai là thuốc chống nấm, thứ ba đó là thuốc hỗ trợ điều trị glaucom, thứ tư đó là thuốc kho chống viêm không steroid, non steroid, và thuốc chống viêm corticoid, và cuối cùng là kháng sinh. Các bạn thấy không, mức độ của thuốc nhỏ mắt nó cũng như vậy và cũng có chứa nhiều những hoạt chất không phù hợp với cơ thể của mẹ bầu. Cho nên gặp vấn đề về mắt thì hãy đến gặp bác sĩ chuyên khoa ngay, không nên tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt ngay tại nhà. Bạn chỉ có thể sử dụng được nước muối sinh lý 0,9%, natri chloride 0,9% để bạn nhỏ mắt thôi, bởi vì nó an toàn cho trẻ sơ sinh, an toàn cho bà bầu. Và chúng ta cũng không nên sử dụng quá nhiều, chỉ rửa mắt khi thật sự cần thiết.
Như vậy là với bài chia sẻ ngày hôm nay của Trang đã giúp ích cho tất cả các bạn tìm hiểu về thuốc nhỏ mắt dành cho bà bầu là như thế nào. Hãy nhớ là không nên sử dụng khi chưa có chỉ định của bác sĩ bạn nhé. Nếu như bạn thấy video của Trang chia sẻ ngày hôm nay có ích cho mình thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Và đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang để bạn nhận được những video sớm nhất từ Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.